Xin chào quý vị và các bạn. Thời tiết tại khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh vẫn trong trạng thái ít mưa. Tuy nhiên, độ ẩm không khí có xu hướng tăng dần nên cảm giác khô hanh sẽ giảm đi. Ban ngày trời còn nắng yếu gián đoạn với nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 23 cho tới 26 độ. Riêng khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ như là Lai Châu, Điện Biên và phía Bắc Sơn La có nơi từ 27 đến 28 độ. Cùng chung xu thế thời tiết với các khu vực, thủ đô Hà Nội hôm nay có nắng, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 24 đến 25 độ. Độ ẩm tăng nhẹ nên thời tiết đẹp hơn so với những ngày trước đó. Thấp nhất tối và đêm nay chỉ khoảng 15 độ. Với các tỉnh còn lại của miền Trung, không khí lạnh hoạt động yếu nên mưa trên khu vực sẽ giảm dần, chỉ còn xuất hiện rải rác ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Còn các nơi khác thuộc Nam Trung Bộ, ban ngày trời có nắng. Nền nhiệt có xu hướng tăng dần từ Bắc vào Nam, cao nhất phổ biến trong khoảng từ 23 cho tới 26 độ tại khu vực Trung Trung Bộ. Các tỉnh Nam Trung Bộ phổ biến là từ 26 đến 29 độ, riêng Bình Thuận có nơi 30 độ. Thành phố biển Đà Nẵng trong hôm nay nhiệt độ ban trưa ở vào khoảng là 25 độ. Mưa vẫn còn có khả năng xuất hiện rải rác, nên nếu có di chuyển hay là hoạt động ngoài trời, quý vị nên đem theo các vật dụng che mưa bên mình. Tối và đêm nay nhiệt độ hạ về chỉ còn khoảng là 21 độ. Với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam, khu vực này vẫn đang trong những ngày thời tiết ổn định, trưa chiều có nắng. Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng là 33 đến 34 độ. Tối và đêm trời lại chuyển mát mẻ, thấp nhất nhiệt giảm còn từ 24 đến 25 độ. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại!